hồn mình rộng ơi là rộng thế này. Và còn có vài trường hợp cứ dây ra dây vô trả cho kỳ. Chiều nay á? Chiều nay bắt rồi. Này! Cái gì nữa cơ? Bắt cái gì? Tôi suốt ngày thấy bà sáng thì buôn ở đầu chợ, chiều thì buôn ở cuối ngõ. Thì bà bắt cái gì? Buôn là buôn hồi nào? Người ta đi đẻ đấy. Đấy, bà con xem, có biết hay mà. Đẻ 4 năm đứa rồi, năm nào con cũng phải vào tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Ôi trời ơi, vợ chồng ta này. Này, cậu Tú, cậu nói như thế là chết con rồi. Đầu bạc phát như thế này rồi còn nói như thế. Ai đẻ? Thế bà vừa bảo bà đi đẻ. Đẻ hồi nào? Chúng đâu đó mà đẻ. Thế con Tú lại là ai đẻ? Con gái tôi nó đẻ đấy. Thế bà cứ nói toẹt ra là con gái bà đi đẻ. Ê, hại. Tao. Tôi nhờ bà nha. Chiều nay, bà về qua ngõ nhà thứ 8. Bà bảo nó giúp tôi ra nhà văn hóa tí đi. Cơm thì cả nó. Tôi qua 5 lần 7 lượt. Cha thấy vợ chồng này bao đầu cả. Tám, nó cũng bận rồi. Tám, không làm gì. Nó cũng bận đi đẻ thôi. Tám đi đẻ. Đã, nói sao mà đẻ được. Nó có trứng đâu mà đẻ. Vợ nó đẻ. Cơm không cái lúc thì nước sôi lửa bỏng. Thế này mà nó cứ đi rủ nhau đi đẻ. Nó đẻ hay không làm sao mà không biết được. À, em xin chào anh Tú thôn trưởng ạ. À. Thank you.
quá, hay quá. Ông hổ danh là cựu đội trưởng đội văn nghệ thanh niên cải tạo. Anh khép em là được rồi, anh lại còn nhét thêm cái chữ cải tạo vào làm gì? Anh chả cần quảng cáo thì ở cái làn cái tổng này, ai người ta chả biết em có thành tích là hay được cái tù ấy. Tôi khen thật, cậu là cậu có cái tài chí nhỉ, khí thương rất là hay. Nhưng đã cậu dùng cái tài đấy để cậu giúp chúng tôi trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng thì còn tốt hơn. Anh nói thế là ý là như nào? Dự án Vành Đai 4 vùng thủ đô đi qua trên địa bàn huyện Hoài Đức chúng ta, qua 13 xã, trong đó có xã An Khánh chúng ta. Các hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp sẽ được đền bù theo đúng quy định của nhà nước, theo nghị định số 47 năm 2014 của chính phủ. Ngoài ra thì thành phố Hà Nội còn có thêm quyết định để đặc thù về hỗ trợ đường Vành Đai 4 cho bà con nhân dân. Đa số bà con nhân dân thì đều đồng tình ủng hộ rồi. Vậy mà cậu lại đi đơn đặt một số điều gây hoang mang cho bà con nhân dân. Này, anh nói em đơn đặt như thế là oan cho em quá. Em chỉ đang lo lắng thôi. Em hỏi anh đấy, quê mình từ trước đến nay truyền thống là làm ruộng. Bây giờ ruộng thì san ra rồi, bà con lấy cái gì để làm để ăn ạ? Ngoài quy định của nhà nước theo văn bản ra thì còn có hỗ trợ về tạo việc làm và hỗ trợ về những lương thực cho bà con nhân dân. Mà nhà cậu thì làm gì có ruộng ở Vành Đai 4 đâu mà sao cậu cứ phải lo vỏ trắng răng nhỉ? Thì em, nhà em không có ruộng, thế nhưng mà nhà em có... Em có cái gì? Nhà em có... có mộ. Này, này, mộ của ông cố, bố ông cụ, thân sinh ra mẹ của mẹ của mẹ của mẹ của đi ba chị đẻ ra cái đứa bạn bên cạnh hàng xóm này á. Liên quan như thế thì em phải lo lắng thôi. Đối với mộ cũng đã có quy định rất rõ ràng bằng văn bản. Ngoài ra còn có quy định rất rõ ràng bằng văn bản về quyết định số 3956 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nếu như hộ nào là di chuyển hộ bạn theo kế hoạch thì sẽ được hỗ trợ là 2 triệu đồng trên một ngôi mộ. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Em... Hôm nay cậu nhìn rộng ra tất cả các nơi trên đất nước mình xem. Trước kia các hộ dân cũng làm nông nghiệp vất vả như bà con nhân dân ở xã mình, nhưng kể từ khi họ nhận được tiền đền bù, cơ sở hạ tầng được xây dựng đẹp, thì từ đó có nhà máy, nhà xưởng mọc lên, có công ăn việc làm cho bà con nhân dân. Kể cả bản thân cậu cũng thế thôi, cậu có công ăn việc làm ổn định thì bố mẹ đỡ lo lắng. Chứ bây giờ cậu cứ lông bông nói chuyện liên thuyên, kéo cậu lại dính đi chạy lần nữa thì... Ôi ơi anh ơi, em lầy anh. Xin anh đừng nhắc đến hai chữ đi chạy. Em đi chạy nhiều lắm rồi, giờ chỉ cần nghe đến hai từ ấy là chân tay em nó lại mệt muốn anh ạ. Em hiểu rồi, nhưng mà thực ra là em không có ác ý gì đâu. Em chỉ nghĩ là mình nói vui vậy thôi. Thôi được rồi, nếu như cậu hiểu ấy, thì bây giờ cậu sẽ cùng tôi ra nhà văn hóa để tuyên truyền, giải thích thêm cho bà con hiểu thêm về dự án đường Vành Đai 4. Thì em đi bãi biển đi bồn đi trồn đi gặp mà cô con gái, con gái. Cũng điếc đấy nè, điếc loài ra thế nhưng mà lại mê gái, cái yêu văn nghệ. Cái trường hợp này cũng chưa ký giấy bàn giao đất đúng không anh? Đúng rồi. Thế thì anh để em. Cụ điếc ơi. Hả? Cụ điếc ơi. Hả? Cụ điếc ơi. Hả? Dạ, bấm cô. Con kính mời cụ tí nữa ra sân nhà văn hóa để họp. Ô nó bắt được con. Hả? Sao lại bắt được con? Đi họp cơ mà. Ô thế thì là bồ gà nhà ai? Thôi, những trường hợp đặc biệt như thế này thì chúng tôi sẽ vào tận nhà để tuyên truyền giải thích thêm. Thôi bây giờ chúng ta ra sân nhà văn hóa chẳng bà con đang chờ. Dạ. Cụ, con chào cụ con đi. Gặt đến lơi rồi mà giờ vẫn còn giống bạn. Đi trên đi, bãi biển đi, vốn đi trồn đi. Gặp cô ấy, con gái há mồm. Right.
em vào đi. Ôi trưởng, người nó vui thế nhỉ. Vào đi, đây là. Này, chạy chỗ. Ôi trưởng, từ từ thôi. Này này, hai cái bà này ngồi sang đây. Hai cái bà này ngồi sang đây. Ôi, hai cái ông kia sang bên này đi. Thôi, ngồi đi luôn, cán bộ người ta vào rồi. À, em mời các anh các chị vào ạ. Xin chào bà con, xin đề nghị bà con cứ trật tự ạ. Vâng, về dự với hội nghị hôm nay, xin được giới thiệu với bà con có anh Công, chủ tịch mặt trận xã, chị Lê là chủ tịch hội phụ nữ xã, còn tôi là cán bộ nông dân. Xin bà con một tràng pháo tay ạ. Vâng, về dự với hội nghị hôm nay, sau đây xin mời anh Công lên phát biểu ý kiến với bà con, xin mời anh. Kính thưa toàn thể bà con, trong thời gian vừa qua thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, không thể tránh khỏi những xáo trộn về mặt tâm lý của bà con nhân dân. Tuy rằng nhìn về lợi ích lâu dài thì tuyến đường giúp cho giao thông rất là thuận lợi, từ đó phát triển kinh tế cho bà con nhân dân toàn thủ đô cũng như là bà con nhân dân của xã mình. Bản thân chúng tôi được phân công là những người trực tiếp tuyên truyền vận động trong công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 thì rất mong bà con sẽ hiểu về lợi ích lâu dài của tuyến đường để từ đó đồng tình ủng hộ dự án để dự án của thành phố sớm được triển khai khởi công. Em có ý kiến. Là kính thưa cán bộ, kính thưa bà con, đã là mẹ nhà ai ruộng bị quy hoạch là được đền bù thỏa đáng rồi, nhưng mà hơn thế thì là bà con ta phải chung tay với đảng và nhà nước để quê hương mình là mỗi ngày càng phát triển giàu đẹp hơn, có phải không ạ? Thắng rồi. Lồng thế gì? Tôi biết cũng không thắng. Cụ Nhất ơi. Em có hỏi khí không phải, nhưng vừa nãy cái bộ thu sóng âm của cụ nó tậm tà tậm tịt, mà bây giờ tự nhiên nó lại nét thế. Ôi trời, lúc này là tao quên mang cái bộ trợ thích. Bây giờ tao đeo vào rồi, tao nghe nó lét lẹt lẹt rồi. Giải phóng mặt bằng để sớm thi công vành đai 4 chưa ạ? Nhất trí. Chính là con ơi,